Hello, xin chào mọi người. Các bạn nào vào học rồi thì chúng ta hãy comment cho cô nhá. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta một đề mới nhá. Đó chính là đề đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Hello, xin chào mọi người. Bạn nào vào học rồi thì chúng ta hãy comment cho cô nào. Đó. Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn có nghe rõ cô nói không nhỉ mọi người nhỉ? Rồi, hello Hồ Thương. Rồi, hello, xin chào em. Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào mọi người. Nếu như bạn nào vào học rồi thì chúng ta hãy comment cho cô nhé mọi người nhé. Hello Quang Lê, hello, xin chào em. Chúng ta ơi, chúng ta đã xem qua đề này chưa nhỉ mọi người nhỉ? Đó, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đề đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh nhé mọi người nhé. Ở trong đề này của chúng ta thì sẽ gồm thêm những cái phần môn khác nữa. Thì hôm nay cô hướng dẫn mục tiếng Anh nhé, ok chưa? Đó, thì chúng ta có thể thấy là hôm nay trong phần này của chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 31. Hello Đức Trọng, hello, xin chào em. Rồi chúng ta ơi, nếu như các bạn vào học rồi thì chúng ta hãy giúp cô tag các bạn của mình và chia sẻ nhé, để các bạn, nhiều bạn biết đến buổi học của cô hơn. Hello, xin chào em. Xin chào mọi người. Nếu như các bạn vào học rồi thì chúng ta có thể xem luôn cho cô từ câu số 31 luôn nhá. Các em có thể comment đáp án của câu 31 cho cô nhá. Đây như sau này, chúng ta có before you end your presentation, you need to run all are the key points again. Nào, bây giờ các đáp án nhá, over, into, about hay là with. Bây giờ chúng ta hãy chọn đáp án nhá. Đó, các bạn nào vào học rồi thì chúng ta hãy thả tim cho cô nhá. Đó, và có thể chia sẻ cho các bạn của mình. Rồi, cô đã thấy đáp án của bạn Quang Lê đang chọn đáp án đây này. Rồi, tiếp theo đi mọi người ơi. Nào, chúng ta có đáp án thì chúng ta hãy comment đáp án cho cô nhé. Hello, xin chào mọi người. Chúng ta đang follow được không nhỉ mọi người nhỉ? Đó. Có bạn nào có đáp án nữa không nào? Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây nhá, ở đây của chúng ta như sau này, trước khi mà bạn kết thúc bài thuyết trình đúng không, thì bạn cần phải gì đó tất cả các ý chính một lần nữa. Thế thì các em sẽ chọn ở đây đó chính là phrasal verb nào. Đấy, thì bạn sẽ cần phải xem qua kiểm tra lại đúng không? Thì các bạn sẽ có từ run over của chúng ta thì sẽ bằng với từ examine nhá, chính là từ kiểm tra lại. Đấy, nên là câu 31 của chúng ta sẽ chọn đáp án A cho cô này. Đó, kiến thức của chúng ta như sau. Các bạn sẽ có run over something. Thì chúng ta sẽ bằng với từ examine something nhá, có nghĩa là kiểm tra lại. Đây. Rồi, ok, thế nên là từ đấy câu 31 chúng ta nhớ chọn đáp án đây. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 32 nhé mọi người nhé. Hôm nay đề của chúng ta rất là thân thiện, rất là quen thuộc thôi. Đấy, không khó lắm nhá, nên là bạn nào cũng có thể làm được. Đấy, nếu như đặc biệt là em nào ở Hà Nội mà chúng ta thích đề Hồ Chí Minh, chúng ta có thể vào Hồ Chí Minh để chúng mình thi cũng được nhé mọi người. Nào, câu 32. Câu 32 ở đây bây giờ chúng mình chọn đáp án gì nhá? I hope to see Andre at the party, but he .. before I arrived. Bây giờ chúng mình chọn gì? Hello Thanh Chốt, lâu quá không gặp cô. Đây, bây giờ xin mời hãy xem cho cô các đáp án rồi sau đấy chúng mình comment nhá. Đó, các bạn nào mà chúng mình yêu mến cô, chúng em nhớ giúp cô tag các bạn của mình vào và chia sẻ nhá mọi người nhá. Thank you mọi người. Rồi, câu 32 này cô đang thấy Quang này, bạn Thương đang chọn đáp án C này. Rồi, tiếp theo đi mọi người ơi. Nào, bây giờ chúng mình chọn được đáp án là gì? Ở đây thì chúng ta sẽ thấy dấu hiệu ở đây là có before đúng không? Đấy, một công ngữ pháp rất là cơ bản nha mọi người nha. Dấu hiệu có before thì chúng ta được học là gì? Vế đằng sau của chúng ta là động từ chia quá khứ, còn vế trước đấy thì các em sẽ chia ở quá khứ hoàn thành. Tức là chúng ta sẽ có chủ ngữ này, đây rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ là had cộng với phân từ 2. Và cũng quá khứ bạn đành nên là mình sẽ chọn luôn ở đáp án C thôi. Đó, rất là dễ đúng không? Sao dạo này cô không lên live vậy nhỉ? Tháng 11. Tháng 11 thì cô bận một chút việc thôi. Đấy. Thế nên là cô sẽ cố gắng là một tuần cô sẽ live 1 đến 2 buổi. Nhưng mà mọi người phải vào học ấy mọi người. Mọi người phải vào học nhá. Đó, rồi sau đấy cô sẽ live nhiều trở lại cho mọi người. Cô chỉ bận xíu tháng 11 thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, hôm nay rất là ngắn nên là sẽ chữa được hết nên mọi người cứ yên tâm nhá. Rồi, Mai Anh đang chọn C này, bạn Sophia này. Ok, rồi. Tôi hy vọng là có thể gặp Andrew ở bữa tiệc đúng không? Nhưng anh ta đã rời đi trước khi tôi đến nhá. Thì mình chốt luôn đáp án C. Tóm lại là cái câu 32 là câu dễ. Tiếp theo sang câu 33 nào mọi người nào. Đây chúng ta sẽ có Grace the most inspiring song lyrics but she can rap ... her competitors. Nào câu này chúng mình cho cô xin đáp án nhá. Câu này của chúng ta đây chính là kiến thức của câu so sánh bằng. Đấy thì kiến thức so sánh bằng này thì chắc là khéo là học sinh lớp 6 hoặc là lớp 5 các em cũng làm đúng không? Nếu mà mấy bạn nào mà học kiến thức so sánh này rồi. Hello Linh Hoàng. Hello em là chúng mình ơi, chúng mình hãy comment đáp án nào. Nhá, thì bây giờ của chúng ta các bạn sẽ có kiến thức so sánh bằng, chúng ta có là chủ ngữ đúng không? Sau đấy các bạn cộng với động từ này, rồi các bạn đi với as này, nếu mà động từ thì em dùng trạng từ thôi. Rồi sau đấy as, đấy, đối tượng thứ nhất, đây là đối tượng số 2. Thì các bạn sẽ có ở đây của chúng ta từ rap đây chứ là động từ. Thì sau động từ chúng ta dùng trạng từ nhá. Và trạng từ của các em thì chúng mình sẽ chọn đáp án ở đây đó chính là đáp án B. Ok, đúng hết luôn rồi mọi người nhá. Đó, vậy thôi nhỉ. Đó, 3 câu quá là ok. Grace viết cái lời của bài hát rất truyền cảm hứng nhất. Đó, nhưng cô ấy không thể hát rap hay bằng đối thủ được. Đấy, thì chúng mình chọn đáp án B nhá. Rồi, chính xác. Chúc mừng mọi người, đúng hết luôn. Tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển sang câu 34 nào. Câu 34 nhá. Đó, các em nào vào học rồi thì chúng ta hãy comment đáp án nào. Câu 34 của chúng ta ở đây là Laura wants to become a novelist, so she needs to learn skills of... Đó, xin mời mọi người nhá. Đây thì chúng ta sẽ có Laura muốn trở thành một nhà tiểu thuyết. Vì vậy mà cô ấy cần học kỹ năng viết sáng tạo đúng không? Đấy, cần học kỹ năng gì thì bây giờ chúng ta sẽ cho xin một đáp án. Đấy thì cô thấy là câu 34 này cũng là về chủ điểm công việc ấy. Về chủ điểm công việc thì chúng ta sẽ có ở đây là gì? Đấy, novelist của chúng ta ở đây là một người viết tiểu thuyết. Và cần kỹ năng gì thì chúng ta sẽ có thuật ngữ kỹ năng viết sáng tạo nhá. Ok, Sophia này, Thương này, Tuấn Tú này, rồi ok chính xác rồi em ơi. Nào thì chúng ta sẽ chọn đến đáp án ở đây, đó chính là đáp án đi. Creative writing. Đấy, hoặc là nhiều bạn chúng ta sẽ đi học cái khóa học viết sáng tạo này. Đấy, đó chính là kỹ năng viết sáng tạo nha mọi người nhé. Đây, viết sáng tạo. Rồi, ok. Còn đáp án B này hoàn toàn sai về nghĩa đúng không? Đây tức là kỹ năng viết và tạo. Kỹ năng viết và tạo là kỹ năng gì đúng không? Phải là kỹ năng viết và tạo cái gì đúng không? Ví dụ viết và tạo ra dữ liệu chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. Tức là các em sẽ cần phải có một danh từ đằng sau này đúng không? Đây, sau này đáp án đây là viết để tạo. Viết để tạo là cái gì đúng không? Sai đúng không? Còn đây phải là gì? Sự sáng tạo được viết. Thì đáp án C này nghĩa nó bị sai rồi nhá, mình không chọn. Ok, tiếp theo sang câu 35 của chúng ta vẫn là chuyên đề về từ chỉ định lượng nào. Đây, chúng ta thấy ở đây chúng mình có chương trình này. Các bạn kiểu ở độ tuổi của các em thì chúng ta biết khá nhiều đúng không? Nhưng thật ra cô ấy chưa xem chương trình này bao giờ mọi người nhé. Đây, thì bây giờ của chúng ta là Mukbang là một chương trình truyền hình online mà host cái người ở trong chương trình này ăn gì đó, lượng đồ ăn trong khi mà tương tác với khán giả. Nhá, thì câu 35 của chúng mình xin mời đáp án nào mọi người ơi. Hãy comment đáp án. Các bạn nào chưa thả tim tương tác với cô nhá, mọi người nhớ thả tim tương tác với cô. Và chúng ta nhớ là chúng ta hãy comment đáp án theo đáp án mà các em nghĩ là đó là đáp án đúng. 35. Thì rồi cô đang thấy hầu hết mọi người đang chọn A, B, C, D, ví dụ như thế. Đấy đúng không? Thì các em sẽ thấy là câu 35 này cũng là một câu khiến nhiều em cũng có thể chọn sai nhá. Thì chúng ta thấy food ở đây đó chính là danh từ không đếm được. Đây là danh từ không đếm được. Đấy, khi mà được viết như thế này đúng không? Thực phẩm, đồ ăn, lương thực. Rồi, thế thì không đếm được thì các em không thể chọn đáp án đây được, bởi vì a large number of của chúng ta đi với danh từ số nhiều mà. Đấy, nên là em nào mà chọn đáp án A thì phải xem lại nhá, vì đáp án A không đúng đâu. Ở đây a large number có nghĩa là rất nhiều. Rất nhiều, nghĩa rất nhiều thì là có, nhưng mà đằng sau đấy nó phải là danh từ số nhiều nhá, nên là mình sẽ không thể chọn đáp án A được. Rồi many cũng loại luôn, tại vì sao em phải sử dụng ít nhất là phải much đúng không? Rồi nên là đáp án D cũng sai nhá, hay đáp án này sai. Bây giờ các em mà phân vân thì chỉ có thể là B hoặc C thôi. Thì bây giờ theo mọi người là đáp án B hay đáp án C nhá. À, Ngọc Huyền nó chọn đáp án D à? Không phải nhá, bây giờ chúng ta sẽ chỉ phân vân giữa B hoặc là C thôi. Đấy. Nào, chúng ta sẽ hiểu ở đây là gì đây? Đây là chương trình thì chúng ta hiểu đây là chương trình hay đúng không? Thì các em hiểu là ăn một cái lượng, những cái lượng đồ ăn rất là lớn, thì ở đây chúng ta sẽ cần chọn đáp án B thì mới phù hợp nhá. Bình thường của các em thì chúng ta sẽ hay học là an amount of hoặc là the amount of đúng không? Đấy, một lượng gì đó rồi đi với danh từ không đếm được. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn nói ở đây là gì? Những cái lượng đồ ăn rất là lớn thì các em có thể sử dụng cho cô là huge amounts of nha. Thì sẽ có thể đi được với danh từ không đếm được, nên các bạn sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án B nhá. Đáp án B sẽ là đáp án đúng. Còn tiếp theo chúng ta có từ too much. Too much ở đây mang nghĩa là quá nhiều và mang nghĩa tiêu cực, thì chúng ta sẽ không chọn nhá. Đấy. Ok chưa? Nên là những em nào mà chọn đáp án C thì chưa đúng nhé. Tại vì nó không đúng với tính chất của chương trình này, không đúng về mặt nghĩa rồi nhá mọi người nhá. Rồi, ok chưa? Thế từ đây chúng ta chọn đáp án B. Nào mọi người ok không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có là một câu phrasal verb đúng không? Một câu thì quá khứ hoàn thành này, kiến thức so sánh này, cụm từ, thuật ngữ này. Tiếp theo sang câu 35 là từ chỉ định lượng. Tiếp tục nhá, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tìm lỗi sai nhá. Câu 36 nào mọi người ơi. Nào câu 36 chúng ta chọn đáp án sai nha cô nào. Câu 36 bây giờ chúng ta sẽ chọn được đáp án gì nào? Bây giờ chúng ta hãy comment đáp án cho cô sang câu 36 nhá mọi người nhé. Ở đây của chúng ta là gì? Tôi ăn bánh mì cho bữa sáng nhưng mà nó đã giúp tôi going, tức là nhờ cái bữa ăn sáng bánh mì đấy nó có thể giúp tôi duy trì được cho đến tận cuối giờ chiều luôn. Tức là mình ăn một chiếc bánh mì thôi nhưng mà khiến mình có thể duy trì được năng lượng cho đến tận cái lúc cuối giờ chiều, lúc mình đi về á, đó kiểu thế. Thế thì bây giờ câu 36 sẽ là gì? Cô vui lòng giải thích là huge amount và huge amounts. Tại vì đây chúng ta em hiểu là gì, nếu mà bây giờ nếu mà em mà như thế này amount để số ít thì em dùng ơ thôi đúng không? Còn bây giờ là để số nhiều, những cái lượng đồ ăn rất là lớn mà, thì mình sẽ để huge amounts. Thì khác nhau là ít hay nhiều thôi. Tức là chúng ta sẽ hiểu là ví dụ của chúng ta là a cup of tea đấy chẳng hạn đúng không? Tea là danh từ trà không đếm được đúng không? Bây giờ em muốn một cốc hay là hai cốc là em sẽ do cái từ phía trước, từ chỉ định lượng này. Ví dụ là các tách trà đúng không? Thì chúng ta để là cups of tea. Đấy, vậy thôi. Đấy, chỉ kiến thức như thế thôi nhá. Nào, câu 36. Câu 36 bây giờ các bạn chọn gì? Hello em. Hello mọi người. Cô đang thấy Mai Anh đang chọn đáp án đây này. Hello Diệp. Rồi chúng ta ơi, các bạn hãy comment đáp án cho cô nhá. Câu 36 nhá. Nào cô dễ, mọi người tranh thủ comment đáp án đi mọi người ơi. Nào mọi người nhá, tranh thủ comment đáp án coi nào. Đây, thì bây giờ là gì? Một ổ bánh mì đúng không? Đây, chúng ta học chuyên đề cũng là các cụm từ đi với đồ ăn. Đấy, thì các em sẽ có bánh mì thì chúng ta được học là a loaf of bread, đúng không? Đây, một ổ bánh mì nhá, xong luôn 36, chọn A. Tiếp theo các bạn chuyển sang cho cô câu số 37. Nào, câu 37 nào các em. Đây, sữa chua là một trong số những cái đồ ăn vặt mà bổ dưỡng nhất, được khuyên dành cho mọi người mà muốn có cái nhu cầu có được lượng canxi hàng ngày. Ok, ok chưa? Nào, thế thì bây giờ câu 37 chúng mình sẽ chọn đứa đáp án gì cho cô nào? Câu 37 Mai Anh đang chọn đáp án C này. Cô em muốn đăng ký khóa học. Các bạn nào mà chúng mình muốn đăng ký khóa học thì chúng ta hãy inbox về page cô Thu Anh để nhận tư vấn nhé. Các bạn nào có đáp án thì chúng ta hãy comment đáp án cho cô nào. Câu 37 nhé mọi người nhé. Câu 37 này, bạn Safia đang chọn B này, bạn Hồng Diễm. Ok, ok, rồi cô thấy đáp án của các em rồi. Thế thì bây giờ của chúng ta nhá, đây thì chúng ta sẽ có sữa chua nhá. Đây, sữa chua thì bây giờ chúng ta hiểu là chúng ta sẽ cần một cái động từ để chia cho từ sữa chua đúng không? Và sữa chua ở đây muốn nói ở đây là danh từ không được, nên là chúng ta sẽ là động từ chia số ít và các bạn sẽ chọn đáp án C nhá, và O này chúng ta sẽ sửa là is. Thì đây là chuyên đề về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ các bạn. Câu này chắc là một câu cũng hơi lừa các bạn học sinh, nhưng mà các bạn không để ý kỹ thì các bạn thấy là snacks ở đây có S đúng không? Nên là ở đây O chẳng hạn. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ cần hiểu ở đây cái cụm này nó chỉ là cụm từ bổ trợ cho từ yogurt thôi. Còn thật ra cái từ bổ trợ nó chính là từ one. Chứ là một trong số những cái loại đồ ăn vặt mà bổ dưỡng nhất thì nó chỉ là một thôi nhá. Nên là các bạn sẽ cần sử dụng is. Ok, đúng hết câu 37 không nhỉ mọi người ơi? Câu 37 thì chúng ta sẽ cần chọn đáp án C nhá. Bông Lan trùng với. Ok, chúng ta hãy comment đáp án cho cô nào. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 38. Đọc câu 38 nhá. Chúng ta có ở đây là my student told me that out of the 4 IELTS skills, writing is not his strength. Câu này sẽ là gì? Đây, bạn học sinh của tôi, em học sinh của tôi nói rằng đó, trong số 4 kỹ năng của IELTS thì viết không phải là thế mạnh của em đó, của anh đó. Ok, xin mời mọi người câu 38 nhá. Minh Vũ, hello em. Rồi chúng ta hãy comment đáp án cho cô câu 38 nhá. Câu 38 ở đây là gì mọi người ơi? Nào, trước hết là chúng ta thấy là từ my đây là ok này đúng không? My. Sau đấy chúng ta dùng danh từ này, thế mạnh là his strength thì chỗ này cũng là ok. Đấy, thế thì bây giờ sẽ là gì? Mai Anh đang chọn đáp án C này, cô cho chúng mình chọn luôn đáp án C nhá. Đáp án C ở đây của chúng ta thì chúng ta sẽ có kiến thức là gì? Nếu chúng ta có danh từ chỉ người thì chúng ta mới sử dụng cái dạng sở hữu cách như thế này nhá. Còn đối với danh từ chỉ vật đứng trước đó chúng ta sẽ không sử dụng sở hữu cách. Nếu mà theo kiến thức bình thường thông thường thì sẽ là như vậy. Tức là đối với danh từ chỉ vật thì chúng ta sẽ cần sử dụng cấu trúc là the danh từ 1 cộng of cộng danh từ số 2 nếu mà đằng sau đấy nó là danh từ chỉ vật. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu IELTS ở đây thì đó chính là một kỳ thi đúng không? Kỳ thi chỉ vật. Thì đối với kỳ thi chỉ vật này thì các em không thể sử dụng phẩy S được. Hoặc ngoài ra nhá, mọi người sẽ có kiến thức đối với các cái từ viết tắt nữa thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng sở hữu cách. Đấy, nên từ đấy ở đây của chúng ta các bạn sẽ chỉ sửa lại ở đây là IELTS skills mà thôi nhá. Tức là chúng ta sẽ không có sở hữu cách đối với từ IELTS này. Được chưa? Rồi. Ok, ok cho mọi người. Thế nên là câu 38 chúng ta chốt đáp án C nhá. Ok, ok hiểu chưa? Tóm lại là gì? Cái này cô thấy là các em vận dụng kỹ năng nào cũng đúng luôn. Tức là phải là danh từ chỉ người thì chúng ta mới sử dụng sở hữu cách phẩy S chẳng hạn. Còn đối với danh từ chỉ vật chúng ta không được sử dụng dạng sở hữu cách đâu nhá. Mọi người phải sử dụng theo kiểu là the danh từ 1 cộng of danh từ 2. Còn đây là đối với từ viết tắt thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng sở hữu cách. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang câu 39 nhé. Câu 39 của chúng ta là em bé nhỏ Nicholas quá là excited, quá là hào hứng bởi vì Em bé này đúng không, sẽ có một cái chuyến đi dã ngoại. Have an outing. Outing là chuyến đi chơi ra ngoài. Vào thứ Sáu tuần tới để chụp hình. Rồi, thế câu 39 này sẽ chọn là gì? 39, rồi cô đã thấy đáp án của Mai Anh rồi. Còn các bạn khác thì sao? Chúng ta hãy comment đáp án cho cô nhé mọi người nhé. Câu 39 nào? Câu 39 bây giờ sẽ là đáp án gì được nhỉ? Hiện nay cô đang thấy có 40 bạn đang học trực tiếp với cô đúng không? Mỗi bạn cho cô xin một team nhá mọi người nhá. Và nếu mà chúng ta biết các bạn nào của mình mà có nhu cầu ôn thi đánh giá năng lực, hoặc là ôn thi trung học phổ thông quốc gia, hoặc là ôn thi vào 10 nhá. Đấy, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì chúng ta hãy giúp cô tác các bạn của mình vào. Nicholas là tên của nam giới. Câu này rất là funny nhỉ mọi người nhỉ. Đó, bây giờ còn yêu cầu các em mà cần phải biết đây là tên là nam hay là nữ nha mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án B. Mọi người chọn đáp án B. Ok chưa? Đấy, và chọn đáp án B và chúng ta sẽ sửa she thành he. Đấy, chốt. Chốt nha. Vậy thôi. Câu này chỉ thế thôi. Bạn Huy, bạn viết là take. Ok, có thể hiểu ý của em. Thế em muốn nói là chụp hình á. Chụp hình là chúng ta sẽ có là take a photo đúng không? Nhưng mà trong câu này có cái gì là đi với chụp hình đâu. Đấy, cái này là danh từ đếm được nên dùng some. Và đây câu này câu khẳng định là từ some ở đây cũng không có sai nhá. An outing là một chuyến đi chơi ra ngoài thì cũng chẳng có gì sai. Có em bé, bé nhỏ. À, có thể là sẽ có những em mà chọn đáp án đây từ little xong rồi sửa thành few đúng không? Tại vì nhìn thấy S ở đây đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu ở đây, đây là đối với một người mà em bé đấy nhỏ ấy thì chúng ta có thể bổ trợ bằng từ little nhá. Little này giống tương tự từ small ấy, nghe em bé nhỏ chứ không phải là để nói đến cộng với danh từ số nhiều đứng sau nha mọi người. Nhưng mà chỗ này đúng nhá. À đúng á. Nào tiếp theo sang câu 40. Câu 40 thì chúng mình chọn đáp án gì cho cô nào? Câu 40 nhá, ở đây chúng ta có Tom's work. Đây sở hữu cách này. Đấy, ví dụ như người chúng ta sử dụng sở hữu cách này. Công việc của Tom là nhân viên tuyển sinh của trường. Đó. Đây là một công việc part-time, cung cấp mang lại cho anh ấy một vài các kỹ năng xã hội. Ok, xin mời nào, xin mời mọi người câu 40. Câu 40 Quang Lê đang chọn đáp án B. Có thể đề này lừa nhiều hơn nhá, lừa nhiều hơn. Tức là nhiều chúng mình sẽ nhìn thấy ở chỗ này của chúng ta là có officer đúng không? Officer là các em thấy là nhân viên đúng không? Nhân viên đấy nên là nhiều em sẽ nghĩ là đây là người. Nên là các bạn lại thấy là đáp án đấy không sai, nhưng mà thật ra của chúng mình thì cái này nó mới là chủ ngữ này. Đó, còn đây của chúng ta thì các em sẽ hiểu đây là nhân viên này làm bộ phận. Đấy, tức là đây nó là công việc thôi nha mọi người nhá. Ok, nói chung là đề này thấy hơi lừa đây đúng không? Đâu bây giờ sẽ đọc đáp án của chúng mình nhá. Đọc đáp án của các bạn coi nào. Bạn Quân đang chọn B này, bạn Hoa Liên này, bạn Huyền Trần này, Mai Anh này, Quang Lê. Rồi ok, bạn Bông Lan trồng muối. Ok, chúng ta comment đáp án rồi mọi người có thể sửa được thì mọi người sửa nhá. Thì chúng ta sẽ hiểu đây công việc này thì nó là công việc part time đúng không? Thì chỉ có công việc thì mới part time được, nên là chúng ta sẽ chọn đáp án B. Rồi ok, chúng ta chọn đáp án B nhá. Và từ who này của chúng ta sẽ sửa thành which là công việc part time. Ok, rồi. Chính xác rồi nhé mọi người nhá. Nói chung là chúng mình làm khá là tốt rồi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 41. Câu 41 của chúng ta là Jack nói rằng Daisy, I think you'd better go to the dentist tomorrow. Là Daisy ơi đúng không? Daisy đúng không? Bạn Cúc ơi đúng không? Mình nghĩ rằng bạn nên đi khám răng, đi đến nơi nha khoa nhá, nha khoa vào ngày mai. Rồi, thế thì đây là kiến thức câu trực tiếp gián tiếp. Đấy, các em nào mà chúng mình vẫn thích cái form cũ của cái năm trước, chúng ta hãy nên đi thi đánh giá năng lực nhá. Bởi vì đánh giá năng lực mà cô thấy tất cả các kỳ thi HSA của trường Hà Nội ấy, Quốc gia Hà Nội và Hồ Chí Minh đều có mấy câu ngăn ngắn như thế này nhá. Đó, vẫn tha hồ để trải nghiệm lại các câu ngăn ngắn. Câu 41 Ok, Hoa Liên này, bạn Sophia này. Ok, rồi cô đang thấy các em đang chọn đáp án B. Thì kiến thức ở đây của chúng ta thì chữ này của chúng ta chính là chữ the better đúng không? Thì nó chính là had better. Had better verb thì chúng ta sẽ hiểu bằng một should verb. Tức là đây là câu lời khuyên đúng không? Khuyên nên làm gì thì chúng ta sẽ có cấu trúc là advise somebody đi với to verb nhá. Tức là chúng ta sẽ có khuyên ai làm gì thì chúng mình sẽ chọn đến đáp án B. Là Jack khuyên Daisy là to visit a dentist, là ghé thăm dentist, nha sĩ, vào ngày hôm sau, ngày kế tiếp, the following day, là viết lại của tomorrow. Tức là chúng ta sẽ phải đổi dấu hiệu thời gian. Ok, chính xác. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang câu 42 nhé. Cô ơi, có bản sửa viết tay sửa đề không? Ok, xong buổi hôm nay thì cô có thể là cô sẽ up file sửa đáp án cho mọi người nhé. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 42 này. Câu 42 của chúng ta là that was a terrible fire due to difficult access for the firefighters. Thì các em có ở đây là do cái sự tiếp cận rất là khó khăn đối với đội firefighters, là đội lính cứu hỏa. Thế nên là cái đám cháy nó đã rất là kinh khủng nha. Ok, thế thì bây giờ chúng ta nhìn qua các đáp án này thì các em sẽ thấy là viết lại bởi câu điều kiện. Điều kiện thì chúng ta sẽ hiểu là không có thực ở quá khứ. Thì chúng ta sẽ cần sử dụng câu điều kiện loại 3 nhá. Câu điều kiện loại 3 thì tức là chúng ta sẽ có một vế ở quá khứ hoàn thành. Thế thì từ đấy câu 42 chúng ta sẽ chọn được đáp án gì nhá. Vậy tình huống của chúng ta ở đây là quá khứ đúng không? Thì chúng ta sẽ làm câu điều kiện loại 3. Đấy, các em sẽ có ở đây là do cái tiếp cận khó khăn đối với đội cứu hỏa đúng không? Thì bây giờ là nếu mà đội cứu hỏa tiếp cận được dễ dàng thì hỏa hoạn sẽ có thể được kiểm soát, tức là sẽ trải nghiệm với câu gốc. Đấy thì hoàn toàn chính xác câu điều kiện loại 3 này rồi. Thế thì câu 42 này chúng ta hoàn toàn có thể làm được đúng không? Rồi, ok, cô đã thấy đáp án của mọi người rồi nhá. Thì câu 42 chúng ta sẽ chọn cái đáp án đi. Ok. Rồi, chính xác rồi nhá. Chắc không biết là cần viết lại công thức nhỉ? If chủ ngữ này đi với head phân từ 2. Đằng sau của chúng ta sẽ là chủ ngữ đi với good happy trừ. Rồi, ok. Tiếp theo sang 43 nào. Câu 43 của chúng ta, this chocolate box is sweet, but the other two boxes are too sweet. Là cái hộp sô-cô-la này nó ngọt, nhưng mà hai cái hộp còn lại nó còn quá ngọt. Thế các em hiểu là hai hộp còn lại nó quá ngọt. Thì tức là chúng ta sẽ có được là trong 3 hộp sô-cô-la thì cái this box, thì tức là cái hộp này đúng không? Nó là ít ngọt nhất. Thế nên là từ đấy câu 43 chúng ta sẽ chọn đến đáp án A nhá. Rồi, ok. Tiếp theo nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 44 nhé. Bây giờ câu 44 sẽ là gì? Attention, reduce the heat so as not to burn the food. Là hãy cẩn trọng, hãy chú ý, là giảm nhiệt độ để mà không bị cháy đồ ăn. Thì bây giờ câu này của chúng ta khi mà có từ attention đúng không? Attention, chú ý, cảnh báo. Thì đối với từ chú ý, cảnh báo thì chúng ta sẽ cần hiểu là lúc này chúng ta sẽ cần sử dụng từ must. Đấy, tức là cái bếp đỏ hít. Tức là lúc này chúng ta sẽ nên hiểu là tức là nếu mà quá nóng ở trong cái bếp này nhá, thì chúng ta nên hiểu nhiệt độ nóng ấy thì cần phải được giảm để mà đồ ăn không bị cháy đúng không? Ok, thế nên là từ đấy câu 44 này của chúng ta các bạn sẽ chọn đáp án C nhá. The heat lúc này mình sẽ hiểu là cái nhiệt độ nóng cần phải được giảm. Do dựa vào từ attention nên là chúng ta sẽ ra được từ must ở đây nhá, cần phải được làm gì nhá. Đúng chưa? Đấy. Nhá. Thế nên là chúng ta sẽ có 44, chúng ta sẽ chốt đáp án C. Thế còn mấy cái này thôi, loại hết nhá. Mấy cái này là nhìn qua những cái từ là không phù hợp rồi. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 45. Câu 45 của chúng ta: The tourist island is losing its customers possibly because of its prices. Chúng ta có ở đây là hòn đảo du lịch thì đang mất dần đi các du khách, có lẽ là do giá chi phí. Thì trong trường hợp này của chúng ta, đó chính là từ gợi ý, đó chính là từ possibly. Possibly chứ có lẽ, đúng không? Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ tìm cho cô những cái từ nào là từ có lẽ. Ồ, đấy. Đó. Thế còn đáp án D là sai chắc chắn rồi, tại vì không nhìn thấy từ có lẽ ở đâu cả. Và chúng ta sẽ phân vân là A, B hay C nhé. 45 này, bạn Quân, bạn Mai Anh này, đang chọn đáp án C, bạn Hoa Liên chọn B. Ok, tiếp theo đi nào các bạn. Chúng ta hiểu bản chất của câu này chính là viết lại câu sao cho nghĩa không đổi nhá. Chúng ta viết lại sao cho nghĩa không đổi thôi. Thế bạn đọc đáp án B nhá. Bây giờ con chỉ thấy là các em đang phân vân B với C, bây giờ đọc đáp án B. Đây thì chúng ta sẽ hiểu là sự mất đi các khách hàng. Các khách hàng có thể. Tức là chúng ta hiểu ở đây là có thể là do, tức là ở đây nó sẽ là cái vế này này. Có thể là do giá cả thì tức là bây giờ nó sẽ là maybe a reason. Đấy thì nó sẽ là giá cả có thể là lý do. Chứ nó không phải là sự có thể mất khách hàng này này. Ở đây nhá, thì chúng ta sẽ chọn ở đây đó chính là đáp án C. Tức là giá cả có thể là lý do đối với cái sự mất đi khách hàng hiện nay. Hiện nay thì nó chính là sử dụng ở dạng hiện tại tiếp diễn đấy, thì nó chính là từ current. Ở trên hòn đảo du lịch. Đấy thì chúng ta sẽ chọn đáp án C nhé. Tức là từ possible này là em phải đi về cái vế mà giá cả. Chứ không phải là đi về cái vế là possible loss of customers. Rồi, thế từ đấy câu 45 chúng ta chốt đáp án C này. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập đọc hiểu nhé. Bài tập đọc hiểu của chúng ta thì đối với bài đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đây chính là bài về chủ điểm về music, về âm nhạc. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đáp án gì cho cô câu 46. Câu 46 ở đây của các bạn thì đoạn văn này chủ yếu nói về cái gì nhá. Đáp án A của chúng ta là declining, thì các bạn hiểu đây chính là cái việc giảm đi chất lượng của nhạc rap hiện nay. Decline là chúng ta sẽ hiểu là cái việc giảm, đúng không? Còn đáp án B là cái cách mà văn hóa rap hình thành nên lối sống của giới trẻ. Đáp án C là những cái sự khác nhau tích cực ở trong nhạc rap hiện nay. Còn đáp án D của chúng ta là văn hóa rap thì là một cái social force, và chúng ta sẽ hiểu là một cái yếu tố xã hội truyền cảm hứng, như là một cái lực ấy, tức là một cái force, để một cái thứ mang tính xã hội truyền cảm hứng cho mọi người. Ok, rồi. Thế bây giờ chúng mình sẽ chọn đáp án gì câu 46? Không biết các bạn làm đề này chưa? Chúng ta hãy chọn đáp án cho câu 46 nào. Đây. Câu 46 là đáp án gì nhá? Đây, bây giờ chúng ta coi nhá. Thế giới nhạc rap thì cho đến nay trải qua một vài những cái sự big changes, những cái sự thay đổi rất là lớn lately, gần đây. It is not like it used to be. Là nó không giống như là ngày trước nó đã từng, đúng không? Và đây là một cái sự thay đổi rất tích cực. Ok, đây chúng ta thấy là người ta đang nói đây là một sự thay đổi tích cực, đúng không? Chứ không phải là giảm đi chất lượng, đúng không? Thì cái đáp án nào mà nói về giảm về chất lượng thì chúng ta sẽ loại nha. Đáp án A loại luôn rồi, sai thông tin. Nào, bây giờ chúng ta taking a close look at, tức là chúng ta sẽ nhìn gọi là đi vào chi tiết. Đấy, cái cách mà rap culture, cái cách mà văn hóa rap phát triển thì sẽ giúp chúng ta có thể hiểu được những cái sự biến đổi gần đây trong xã hội, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta sẽ hiểu là gì? Tức là các bạn có thể thấy là câu này chính là câu quan trọng này. Tức là cách mà văn hóa rap phát triển thì sẽ giúp chúng ta hiểu được cái sự thay đổi gần đây. Đó, ok, đúng chưa? Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy từng đoạn một nói gì nhá. Đâu, có bạn nào có đáp án chưa nhỉ? Để cô xem đáp án mọi người nhá. Cho mọi người chọn đáp án gì? Chưa thấy đáp án đâu nhỉ? Đây thì chúng ta sẽ có ở đây là nhạc rap đúng không? Thì nó không chỉ đến từ một nơi. Đấy, mà nó sẽ đến từ nhiều nơi khác nhau. Ok, rồi. Thì tiếp theo nhá. Các rappers đúng không? Thì họ cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội quan trọng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có thời trang. Thì nó cũng là một cái chủ điểm rất là quan trọng trong văn hóa nhạc rap. Thấy mọi người. Đấy thì em hãy comment đáp án đi. Tức là do em đấy. Chúc ngay comment đáp án đi. Nào, tiếp theo ở đây là social media. Social media, nền tảng xã hội đúng không? Như là Instagram và TikTok là một phần rất là quan trọng của văn hóa rap ngày nay. Ok. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có là trong khi có một vài thứ mà có thể tốt hơn về rap, văn hóa rap hiện nay, thì không thể phủ nhận được rằng là nhạc rap thì nó đã delighting our world, tức là khiến cho thế giới của chúng ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn nhá. Ok, thế thì bây giờ chúng ta chọn đáp án gì đây? Đây, câu này nữa đúng không? Có thể nói là nhạc rap là một cái thứ rất là hữu hiệu mà có thể truyền cảm hứng và mang mọi người lại đến được với nhau. Ok, giờ chúng ta chốt đáp án gì được nào? Mai Anh đang chọn đáp án D. Ok, câu 46 ấy nhá, cô sẽ cho chúng ta chọn đáp án ở đây, đó chính là đáp án D. Cô thấy ở đây cái câu này đó chính là câu sum up của tất cả các yếu tố trên nhá mọi người nhá. Tức là nhạc rap là một cái yếu tố rất là hữu hiệu, có thể truyền cảm hứng và mang lại mọi người đến với nhau đúng không? Thì nó là một cái yếu tố xã hội đầy mang tính truyền cảm hứng. Còn đáp án C này thì thật ra là vẫn chưa đầy đủ, bởi vì C này mới là positive thôi, những cái sự khác nhau mang tính tích cực. Nhưng trong này ở đây vừa nhìn qua câu số 6 này thì đã thấy ở đây có thứ hơi tiêu cực rồi. Tức là nó ở đây nó có ở đây là inappropriate language expressions, là cái sự diễn đạt về ngôn ngữ của nó là chưa phù hợp đúng không? Đấy kiểu thế. Tức là nó cũng sẽ có điểm chưa tốt nha. Thế nên là từ positive ở đây thì chưa đầy đủ. Còn hình thành nên lối sống của giới trẻ thì các bạn sẽ thấy ở đâu nhỉ? Đấy thì nó sẽ nằm ở trong đoạn số 4 này này. Đấy, về phong cách gu ăn mặc của giới trẻ này. Tức là nó là thông tin chi tiết nhá. Nên là câu 46 chúng ta chọn đáp án D. Ok chưa? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang câu 47. Câu 47 của chúng ta từ others ở đây ám chỉ gì ở trong bài nhá? Từ others, rappers, backgrounds, sounds hay là stories. Thì các bạn hiểu từ others ở đây như thế nào này? Đây các em có các rappers mà đến từ nguồn gốc xuất thân khác nhau thì có thể khiến cho âm nhạc của họ đặc biệt. Một vài rapper đúng không? Thì sẽ kể các cái câu chuyện sâu sắc về nơi mà họ đến từ. Còn các rapper khác thì có thể tạo ra các cái bài hát mà truyền cảm hứng cho khán giả để có thể dance, để có thể nhảy, để có thể khâu vũ. Đấy thì chúng ta có others ở đây chính là some tương tự như thế thì nó sẽ là rappers đúng không? Other ở đây chính là other rappers đúng không? Rồi, thế nên là từ đấy câu 47 các bạn sẽ chọn được đáp án đây nhá. Ok, chính xác. Rồi. Tiếp theo sang câu 48, cái nào sau đây không phải là một đặc điểm của những cái người rappers ngày nay. Ok, nào đáp án A của các bạn là các cái phong cách đa dạng của họ thì motivate là truyền cảm hứng cho những cái người nghe nhạc rap. Đáp án B là họ tạo ra âm thanh nhạc distinctive, rất là đặc biệt, unique. Vừa rồi chúng ta vừa thì có rồi đúng không? Chính là đoạn mà cô có dịch cho các em ấy. Đáp án C là họ tạo ra, họ có những cái kỹ năng kể chuyện rất là tuyệt vời. Còn đáp án D là họ mời mọi người tới một cái bữa tiệc lớn. Thì bây giờ câu 48 chúng ta sẽ chọn được là gì nhá? Đây thì cái cách này vừa rồi của chúng ta, tức là họ có thể tạo ra âm nhạc đặc sắc tuyệt vời đúng không? Cái này có này. Đấy, tiếp theo họ có thể kể được những cái câu chuyện sâu sắc. Thì cái đáp án vừa rồi, đáp án C là cũng có luôn. Đúng chưa? Thế còn tiếp theo là gì? Họ đến từ các nguồn gốc xuất thân khác nhau đúng không? Thế nên là mix of styles, tức là cái sự trộn lẫn về phong cách của họ, thì nó cũng sẽ khiến cho văn hóa nhạc rap trở nên thú vị. Tức là cái mix of styles là phong cách nó cũng khác nhau đúng không? Chính là diverse styles. Cái này cũng có này, cái này cũng có nên chúng mình sẽ chọn để đáp án đi nhé. Rồi 48, Hoa Liên, ok, may quá, đã có những bạn comment đáp án rồi. Tiếp theo là chúng mình đi tiếp. Câu 49, từ cause, ở đây gần nghĩa với từ gì? Đây, xin mời mọi người, đây chúng ta có region, motive, principle hay là origin. Đây thì từ region chúng ta hiểu đây chỉ là lý do này, motive, động cơ này, principle là nguyên tắc, còn từ origin là nguồn gốc. Chúng ta có thắc mắc câu gì không nhỉ mọi người ơi? Nào, đến bài đọc này. Bây giờ cô thấy là năm nay có xu hướng thi nhiều bài đọc đúng không? Chúng ta phải cố gắng khi nhìn thấy bài đọc của chúng ta tích làm nhé mọi người nhé. 49 à? 49 có nên thấy có Mai Anh đang chọn đáp án B này. Tiếp theo đây là các bạn ơi. Quỳnh à? Quỳnh chọn đáp án D của câu nào đấy đúng không? Nào bây giờ nhá, chúng mình nhìn thấy ở đây là cô, đây chính là supported the cause. Thì chúng ta sẽ cần hiểu từ cause ở trong bài là gì nhá. Bình thường cause là các em sẽ hiểu là nguyên nhân đúng không? Nguyên nhân là gốc rễ của vấn đề đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cần hiểu trong bài này là các rappers thì họ rất là quan tâm đến các vấn đề về xã hội quan trọng này. Trong số đó là fairness là sự công bằng và công lý. Họ sử dụng các bài hát để nói về racism, về sự phân biệt chủng tộc, về sự tấn công cảnh sát, police attacks và vấn đề tiền tệ, tiền bạc. Khi mà những cái phong trào lớn như là Black Lives Matter, started, khi mà cái vấn đề cuộc sống của những người da đen bắt đầu thì rất nhiều, tức là khi phong trào đấy nó nổ ra thì rất nhiều các rappers đứng dậy và bênh vực đúng không? Và bênh vực ủng hộ cho cái phong trào đó. Thế thì các em hiểu là ủng hộ cho phong trào này. Đấy đúng không? Khi phong trào này nó started thì mọi người ủng hộ cho cái phong trào này. Đấy, thì tức là các em sẽ cần hiểu là the cause ở đây của chúng ta chính là cái phong trào này này. Và họ muốn cho thế giới trở nên tốt hơn thông qua âm nhạc. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu ủng hộ cho cái phong trào này. Thì đó chính là đáp án gì ở đây trong các đáp án nhá. Câu 49 này chúng ta sẽ chọn ở đây đó chính là đáp án C nhá. Cái từ principle là chúng ta sẽ hiểu nó chính là nguyên tắc này. Nguyên tắc hoặc lối sống hoặc là phong trào ấy. Đấy. Nên là trong câu này chúng ta sẽ chọn ở đây đó chính là đáp án C nhá. Chính là từ principle nhá. Hoặc là ủng hộ cho sự nghiệp cách mạng, cái từ cause ở đây chúng ta sẽ hay có là sự nghiệp cách mạng hoặc là cái nguyên tắc sống này. Đây là từ đấy các bạn sẽ có từ cause, ở đây của chúng ta sẽ bằng từ principle. Nào tiếp theo sang câu 50 nào. Câu 50 theo như đoạn 4, tại sao các rappers lại có thể so sánh được với những cái người mà đứng đầu trong ngành thời trang? Khi mà ra so sánh nhá, thì chúng ta sẽ có đáp án A ở đây là họ advertise successfully for many big brands. Là họ quảng cáo một cách rất là thành công cho rất nhiều các nhãn hàng lớn. Đáp án B là rất nhiều người có thể imitate là bắt chước. Rất nhiều người có thể bắt chước cái phong cách quần áo, phong cách của họ. Đáp án C là họ là stylish, là họ là những cái người tạo mẫu cho rất nhiều những cái người biểu diễn khác. Còn đáp án D là họ mặc quần áo với màu sắc và vải đặc biệt. Ok, câu 50 này có mang nên chọn đáp án B rồi. Tiếp theo đi các bạn. Rappers tại sao ở trong bài này lại so sánh với fashion leaders? Thì đây, bây giờ chúng ta có thể thấy ở đây chính là từ like. Từ like ở đây đang muốn nói ở đây so sánh hai đối tượng này đúng không? Rappers và fashion leaders đúng không? Thế giống nhau như thế nào? Thì bây giờ chúng ta chắc chắn câu lần sau sẽ là những câu giải thích đúng không? Đây, tại sao lại là giống nhá? Là các bạn sẽ thấy ở đây là these performers là những cái người biểu diễn như thế này, những người biểu diễn như thế này chính là các rappers này, sẽ phối hợp với các nhãn hàng lớn và mặc các quần áo theo phong cách để mà quảng cáo cho họ đấy, và cái thứ mà họ mặc thì có thể trở thành trend, trở thành xu hướng cho rất nhiều người đấy. Thì các em hiểu là câu của chúng ta là gì? Cái mà họ mặc thì trở thành xu hướng đối với rất nhiều người đấy đúng không? Rồi, thế thì cái mà họ mặc trở thành xu hướng của rất nhiều người thì nó chính là những cái người mà lãnh đạo thời trang đấy. Thế nên là từ đấy các bạn dựa vào cái từ trend có thể trở thành xu hướng cho rất nhiều người thì chúng ta sẽ chọn được đáp án B, tức là rất nhiều người làm bắt chước cái phong cách quần áo của họ. Thì câu 50 này chúng ta chọn đáp án B thì nó sẽ phù hợp với cái ý đó nhé. Còn đáp án A là chúng ta không suy luận là họ quảng cáo có thành công hay không nhé. Thế là người ta chỉ nói là phối hợp với các cái nhãn hàng lớn thôi. Đấy, chứ không còn đề cập đến successfully. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 51. Cô ơi, làm sao mình có vốn từ vựng nhiều à? Có nghĩa là nếu mà em thích một cái chuyên ngành gì đó, hoặc là sau này đây chúng ta thích cái gì, chúng ta đọc nhiều các tài liệu đấy vào thì trong các tài liệu đấy nó cũng sẽ có các từ liên quan nhé. Nào, số 51. Số 51 của chúng ta ở đây là văn hóa rap ngày nay thì như thế nào đúng không? Rồi, có thể được suy luận trong đoạn 5, tức là chúng mình chỉ nhìn trong đoạn 5 thôi nhá. Câu 51. Câu 51 bạn Mai Anh đang chọn đáp án D. Rồi, đáp án A ở đây của chúng ta là văn hóa rap thì không thu hút được khán giả. Không thể thu hút được khán giả mà không có social media, mà không có mạng xã hội đúng không? Đáp án B là nó thành công hơn ở trên Instagram và TikTok. Đáp án C là considerably dependent on, là nó phụ thuộc đáng kể vào social media. Và đáp án D của chúng ta là nó mang tính tương tác nhiều hơn do cái việc sử dụng social media. Ok, thì bây giờ chúng ta có rap culture ngày nay thì như thế nào nhỉ? Đây, nhìn đoạn 5. Nhìn đoạn 5 ở đây thì các bạn thấy đây chúng ta đọc đoạn 5 thôi, chỉ có 3 dòng này thôi, sau đó chúng ta tóm ý. Đây, social media đúng không? Nền tảng xã hội giống như là Instagram và TikTok thì nó là một cái phần rất là lớn của văn hóa rap ngày nay. Đấy, thì là một cái phần rất là lớn. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì các rappers có thể nói chuyện được với các fan hâm mộ một cách trực tiếp và thể hiện cái mà họ đang làm. Nó giống như là một cái hội thoại với một cái người nghệ sĩ yêu thích của bạn. Họ sử dụng app để mà chia sẻ âm nhạc và kết nối mọi người với nhau. Tức là bây giờ social media là một cái nền tảng interactive platform đúng không? Là một cái nền tảng tương tác đấy. Thì từ đấy là chúng ta thấy mấy câu đấy đều nói đến điều đó nên chúng ta sẽ chọn được đáp án D nhá. It is more interactive due to the use of social media. Đấy, khi câu 51 chốt D. Ok Quỳnh nhá, Quỳnh và Hoa Liên. Ok. Rồi tiếp theo sang câu 55 này. Theo đoạn 6 cái nào sau đây là limitation. Đấy. Nó là hạn chế của rap music, của nhạc rap ngày nay. Đấy, hạn chế thì chính là câu vừa rồi mà cô có nói chúng ta đúng không? Tức là trong bài này nó có cả điểm tiêu cực đúng không? Chứ hạn chế ở đây là gì? Nếu mà những người nghe mà họ less critical of, mà ít đi cái sự chỉ trích về những cái cách diễn đạt ngôn ngữ không phù hợp ở mọi nơi, here and there ở đây và ở đó, chứ chính là ở nhiều nơi nhá. Rồi, thì nếu mà họ ít đi cái sự chỉ trích đấy, tức là nó vẫn sẽ có những cái điều tiêu cực liên quan đến cái cách diễn đạt ngôn ngữ ở trong cái nhạc rap là ở nhiều nơi là nó chưa phù hợp đúng không? Thế thì về language mà trong âm nhạc thì chỉ có lời thôi, chỉ có lời bài hát thôi đúng không? Nên là chúng mình sẽ chọn được đáp án là chính là đáp án A, chính là lyrics đúng không? Chính là lời bài hát. Rồi nhá, nên là chúng mình sẽ chọn đáp án này. Ok, ok Quỳnh nhá, ok mọi người. Giờ chúng ta sẽ nốt vào bài nữa là xong nhá, mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có câu... chúng ta làm mấy câu ngắn ngắn trước nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ có câu 54 này. Câu 54 của chúng ta từ The Mall ở trong đoạn 1 ám chỉ gì? Chúng ta có wild animals, tropical forest, land hay là crops and housing. The Mall nhá. XX bây giờ chúng mình làm tiếp không? Nào The Mall này. Đây thì chúng mình ơi. Đây chúng ta nhìn coi nhá, The Mall gì nhá. The Mall gì nhỉ? Đây chúng ta sẽ có đây là các loại SARS này, Ebola này, SARS COVID-2, SARS COVID-2. Đây là tất cả những cái loại virus lây nhiễm khá là cao như thế này đúng không? Nó đã gây ra đại dịch toàn cầu kể từ năm 2002. Và tất cả đấy nó đều to humans này. Lây nhiễm sang con người từ xuất phát từ những cái con động vật hoang dã mà sống ở dense tropical forest, ở rừng rậm nhiệt đới. Đấy, cái khu rừng mà chúng ta slashing là chặt phá và đốt để tạo ra land, tức là tạo ra đất đai cho crop, cho các cây trồng và nhà ở. The more we clear, đấy thì từ clear này của chúng ta nó sẽ bằng từ slash. Ở đây là gì nhỉ? Tức là chúng ta càng chặt phá nhiều cái gì? Đây thì chính là cái danh từ của các em này. Chúng ta càng chặt phá rừng nhiệt đới, rừng rậm nhiệt đới thì chúng ta càng dễ tiếp xúc với những cái con đời sống động vật hoang dã mà nó có mang chứa cái sự lây nhiễm mà có khả năng là truyền sang cho con người. Đấy, thì các em sẽ hiểu the more ở đây thì chính là the more tropical forest nhá. Đấy, nên từ đấy câu 54 của các bạn sẽ chọn được đáp án ở đây, đó chính là đáp án B. Ok chưa? Ok chưa mọi người ơi, mọi người comment đáp án đi. Nào tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 55 nhá. Câu 55 của chúng ta trong đoạn 1. Wildlife là đời sống hoang dã đúng không? Được rồi. Đời sống của những cái con động vật hoang dã ấy. Đấy, thì A ở đây chính là câu mà cô vừa dịch trong đoạn 1 cho các em á. Nó gây ra rất nhiều các căn bệnh gây tử vong cho con người. Đáp án B là nó có chứa những cái căn bệnh mà nguy hiểm nhất. Cái này most dangerous là trong bài không đề cập nhé, chúng ta không được nói như thế nhá. Đáp án C là nó có thể truyền những cái tác nhân lây nhiễm sang con người. Và đáp án D là những cái con này nó muốn tương tác với con người, cái này là sai nhá, like suicide. Bây giờ chúng ta mà phân vân thì chúng ta sẽ chỉ phân vân giữa A và C nữa thôi. Thì bây giờ câu 55 này chúng ta sẽ chọn A hay C nhá. Còn Mai Phương nhá, đáp án D là em không chọn được nhá. Like to khác với likely nhá. Likely là sẽ mang nghĩa là có khả năng nhá. Còn like to verb ở đây là muốn làm gì nhá. Khác nhau ý nghĩa nhá. Thì chúng ta sẽ chỉ thấy ở đây người ta có nói là wildlife này, là đời sống của động vật hoang dã. Thì những cái con động vật hoang dã ấy nó có chứa những cái căn bệnh mà cái căn bệnh của nó đấy thì có thể truyền sang cho con người. Chứ trong bài của chúng ta không có đề cập đến chứa rất nhiều căn bệnh gây tử vong nhá. Deadly chúng ta sẽ thấy không đề cập, nên là từ đấy các bạn sẽ chọn được câu 55 sẽ là đáp án C nhá. Câu 55 chọn đáp án C, tức là có thể truyền những cái tác nhân lây nhiễm, causative agents là các tác nhân lây nhiễm sang con người, thì chúng ta chọn đáp án C. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 56 nhá. Từ spread ở đây có thể thay thế cho từ gì? Đâu, câu 56 chúng mình hãy chọn đáp án cho cô nào. Câu 56 ở đây từ start bắt đầu, infection ở đây là sự lây nhiễm, extension là sự mở rộng. Còn de restriction ở đây là sự hạn chế. Câu 56 sẽ là gì? Đây, bây giờ chúng ta nhìn trong bài cho cô nào. Câu 56 Hoa Liên đang chọn đáp án B này. Ok, để chúng ta coi chọn đáp án gì nhá. Stopping deforestation will not only reduce natural disasters, but also control the spread of a long list of dangerous diseases that have come from rainforest habitats. Thì bây giờ các em sẽ có ở đây là sự stopping deforestation. Cái việc mà ngăn chặn tàn phá rừng thì nó không chỉ là giảm đi cái thảm họa thiên nhiên, đúng không? Mà nó còn có thể kiểm soát được. Kiểm soát được cái gì? Kiểm soát, ở đây người ta có sử dụng là the spread of, đúng không? Kiểm soát được cái sự lây nhiễm, sự lây lan. Một list, một danh sách dài những cái căn bệnh nguy hiểm mà đến từ cái môi trường rừng mưa. Đấy, bao gồm các căn bệnh sau nhá. Zika này, Nipah, Malaria, sốt rét này, Cholera, AIDS và vân vân. Rồi. Thế thì các em hiểu ở đây là gì? Kiểm soát sự the spread of, đúng không? Là sự lây lan, sự lây nhiễm, đúng không? The spread of ở đây chúng ta sẽ hiểu là nó refer cho gì? Đây, những cái loài virus này, đúng không? Các illnesses, các căn bệnh này. Ok, câu 56 này ở đây chúng ta sẽ chọn ở đây cho cô đó chính là đáp án B nhá. Đó chính là spread ở đây là sự lây nhiễm, infection. Còn đáp án C, extension của chúng ta có nghĩa là sự mở rộng. Sự mở rộng. Extension à? Sự mở rộng này của chúng ta chính là sự mở rộng về thời gian các thứ, nên chúng ta sẽ không chọn từ extension này nhé mọi người nhé. Extend này là xuất phát của từ động từ extend, đúng không? Mở rộng này. Thế là chúng ta không chọn nhé. Rồi từ restriction là sự hạn chế thì loại luôn, đúng không? Từ start là mới là bùng phát thôi, đúng không? Thế là chúng ta hiểu đây là sự lây lan, đúng không? Thì chọn B, infection. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 57 nhé. Câu 57 của chúng ta ở đây trong đoạn số 2 thì từ nào sau đây, câu nào sau đây không được đề cập. Đấy thì bây giờ chúng ta chọn cho cô câu nào không được đề cập nhé mọi người nhé. Zika và AIDS thì nằm trong số những căn bệnh mà đến từ rừng mưa. Câu này vừa rồi có rồi, đúng không? Câu này chính là câu vừa rồi cô đã dịch. Tiếp theo câu B của chúng ta là malaria là sốt rét, đúng không? Thì được thấy bởi một nghiên cứu là liên quan đến deforestation. Ok, câu này như chúng ta cũng vừa dịch rồi đấy mọi người ạ. Tiếp theo câu C của chúng ta là 7,4 triệu người khắp nơi trên thế giới là đã bị bệnh sốt rét năm 2019 nhé. Còn đáp án D của chúng ta ở đây deforestation là sự tàn phá rừng thì nó đã không giảm cái tỷ lệ kể từ năm 2016. Bây giờ chúng ta chọn cho đáp án không được đề cập nhất. Câu 57 chúng mình chọn gì? Câu 57 Mai Phương đang chọn đáp án C. Rồi, ok, chúng ta sẽ xem có phải đáp án C không. Thank you Hoa Liên và Trúc. Thank you các em nhá. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là gì? Năm 2019 đúng không? Nghiên cứu này này. Đấy, 10% cái sự gia tăng tàn phá rừng đúng không? Đấy thì nó đã gây ra các trường hợp bị sốt rét. Thế từ đấy các em sẽ có là sốt rét là nó có liên quan đến tàn phá rừng. Tức là một đáp án vừa rồi đấy là có, đúng không? Hoặc là gì đấy chúng ta vừa thấy ở đây là cũng nhắc đến sốt rét này và cũng liên quan đến cái việc tàn phá rừng. Thế chúng ta có thể thấy câu trước và câu sau đều có nhé. Tiếp theo chúng ta có ở đây là gì? Trong khi đó trung bình 28 triệu hecta rừng cho đến bây giờ bị chặt phá hàng năm kể từ năm 2016. Đấy thì kể từ năm 2016 đúng không? Thì rừng thì vẫn liên tục bị chặt phá. Thì các em vẫn thấy là có một cái câu đấy cũng có thông tin trong bài. Còn ở đây trong bài đây người ta muốn nói ở đây là từ hút ở đây nó chỉ là giả định thôi và nó không có thực nha các em nhá. Giả định không có thực tức là 7,4 triệu người á thì như thế nó chưa xảy ra. Và các bạn hiểu ở đây là theo như một nghiên cứu nhá, phát hiện rằng Đấy, nếu mà 10% gia tăng về tiếp tục cái việc tàn phá rừng ấy thì nó sẽ đấy, tức là nó sẽ gây ra số Z là tăng 3,3%. Thì nếu mà cứ tiếp theo 10% về tàn phá rừng đấy thì nó sẽ gây ra 7,4 triệu người mà gặp các trường hợp bị sốt rét ở trên toàn cầu ấy, thì các em hiểu đó chính là giả định sẽ thôi. Nên từ đấy câu 57 của chúng ta thì các bạn sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án C, vì sai từ hết đã mắc là sai nhá các bạn nhá, tại vì nó chỉ là good thôi, tức là nó chỉ là giả định. Inner study chừng nào luyện đề, thì để từ từ nhá, tại vì hiện nay cô vẫn chưa biết. Bạn Trúc bạn đã hỏi, nhưng mà bạn Trúc là ôn thi vào 10 mọi người. Bây giờ không rõ là ở khắp Việt Nam mình không biết là chúng ta sẽ thi vào 10 môn tiếng Anh hay không ấy, nên là sẽ để thêm, chờ thêm nhá. Câu 58 của chúng ta ở đây là trong đoạn 3 tác giả sử dụng từ anyway để làm gì này. A là để confirm, là để đưa ra một cái secondary effect, là chúng ta sẽ hiểu là để đưa ra thêm một cái tác dụng phụ. Số 2 secondary là chúng ta sẽ hiểu là thứ hai, thì đó chính là cái tác dụng phụ nhá. Tiếp theo đáp án B là để contrast, là so sánh hai nguyên nhân. Ở đáp án C exemplify để đưa ra một ví dụ cho một giải pháp. Rồi, thế còn đáp án D của chúng ta là để liệt kê tất cả những cái hậu quả. Thế rồi chúng ta nhìn cho cô anyway trong bài này để nói gì nhá các bạn nhá. 58 anyway. Đây thì bây giờ chúng mình sẽ thấy nhá, từ anyway ở trong câu này của các bạn. Đây. Thì các em hiểu là society là các xã hội thì có thể là áp dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau, numerous, rất nhiều các biện pháp khác nhau để có thể ngăn chặn sự phá rừng. Đấy, ví dụ là gì? Tức là ăn ít thịt đi đúng không? Thì có thể cải thiện được sức khỏe nữa. Đấy, thì sẽ làm giảm đi cái nhu cầu, giảm đi các nhu cầu đối với cây trồng và đồng cỏ. Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ hiểu anyway ở đây để làm gì nhỉ? Ăn ít thịt đi này, còn có thể cải thiện được sức khỏe. Thế thì bây giờ của chúng ta nhá, thứ nhất là chúng ta ăn ít thịt đúng không? Đấy, thì làm giảm nhu cầu cây trồng thì chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được phá rừng đúng không? Đấy, ngoài ra chúng ta còn đấy, thứ nhất của chúng ta ăn ít thịt ý, thì nó sẽ có thể làm giảm cái nhu cầu của cây trồng đúng không? Đấy thì nó sẽ đỡ đi tàn phá rừng, và tiếp theo nữa nó còn tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Đấy, anyway có nghĩa là dù sao đi nữa thì đấy, thì tức là chúng ta sẽ hiểu là để nói về cái tác động thứ hai, nó còn giúp ích cho sức khỏe nữa. Đấy, thì nó sẽ là cái second effect đúng không? Cái tác dụng số 2 còn tốt cho sức khỏe của con người, nên chúng ta sẽ chọn đáp án A nhé. Nào, tiếp theo sang câu 59, có thể suy luận ra từ đoạn 4 ở in wet markets. Wet markets rồi chúng ta sẽ hiểu là chợ thực phẩm tươi sống nhá các em nhá. Đó, thì bây giờ A của chúng ta là các con động vật thì nó không thể được bán. Đáp án B là tác động về một văn hóa là rất là lớn. Đáp án C là sự mất mát thì nó nhiều hơn cả lợi ích. A quẩy có nghĩa là nhiều hơn nhá. Còn đáp án D là các con động vật thì nó không được bán khi nó chết. Tức là chúng ta hiểu là khi mà chúng ta đi mua đồ ăn đúng không? Ví dụ là ăn mua thịt lợn đúng không? Thì tức là cái con lợn đấy nó sẽ cần, tức là mình đi mua thịt thì tức là con động vật đấy nó đã chết đúng không? Nhưng mà ý của đây ở đây là gì? Các con động vật không được bán khi chết, khi nó đã bị chết. Ok, rồi bây giờ chúng ta nhìn trong bài cô nhá, mệt dùng cô. Chúng ta đây, chúng ta nốt nha, chúng ta nốt vài câu nữa chúng ta sẽ nghỉ nhá, cô buồn ngủ quá rồi nhá mọi người. Nào, đây thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây là wet markets nha. Wet markets bây giờ sẽ như thế nào? Cô sẽ cố gắng chữa nốt, mỗi tuần này cô sẽ chỉ live hôm thứ Tư nha mọi người nhá. Để sau đấy cô sẽ hẹn mọi người tuần sau chắc là cô sẽ live 2 buổi đấy, được không nha mọi người nhá? Mọi người nhớ kêu gọi các bạn vào học nhá mọi người nhá. Tuần này cô chỉ live hôm thứ Tư thôi nha, cô sẽ live hết cái đề này. Sau khi cô like hết đề này thì cô sẽ up trên YouTube Tiếng Anh Thu Oanh nhé. Đó, lâu lâu nếu như em nào mà chưa biết kênh YouTube Tiếng Anh Thu Oanh thì hãy vào kênh đó nhé. Đó, yêu mến cô thì các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Học Zoom à? Học Zoom thì theo lịch ở trong lớp thì vẫn học thôi, vẫn học như bình thường. Đấy. Lớp ôn thi 9/10 thì sẽ được học qua Zoom cùng với cô lúc 9:30 nhé mọi người nhé. Đấy, hiện nay là cô đang ưu tiên dạy qua Zoom đấy mọi người. Đó. Thì các bạn sẽ tương tác nhiều hơn với cô. Nào, đây, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho cô như sau. In the meantime, trong lúc đó đúng không? Các chính phủ thì nên prohibit, nên hạn chế, nên cấm nhá, prohibit. Vô học với tớ đi cho đỡ rốt anh. Ok, đúng rồi đấy nhá. Các chính phủ nên cấm, mọi người nốt nhá. Nên cấm cái việc bán các con động vật sống, hay còn được gọi là ở các chợ đồ sống hết mọi người. Tức là chúng ta sẽ hiểu là cái chợ này nhá, là nó sẽ bán các con động vật tươi sống nha mọi người nhá. Tức là nên cấm bán các con động vật đấy. Nên ở đây các em nhìn có nhìn thấy từ so-called chứ không nhỉ? Đấy. Thế thì mọi người hiểu từ so-called nó có nghĩa là còn được gọi là nhá, còn gọi là. Thế tức là gì? Tức là cái chợ này này nó sẽ bán live wild animals, bán những con động vật sống. Nên từ đấy các bạn sẽ chọn được đáp án ở đây, đó chính là đáp án D nhá. Chính là các con động vật mà không được bán khi nó chết thì tức là nó sẽ phải là are sold live. Nó được bán cái lúc mà nó phải còn sống cơ thì nó mới gọi là wet market. Đấy, ok chưa? Thế bây giờ chúng ta dịch nốt phần đằng sau thôi để hiểu hơn. Nơi mà sao khi mà các con động vật sống đấy ấy, đấy thì nó sẽ có chứa các tác nhân mầm mống gây bệnh. Đó, nó sẽ một lần nữa nó sẽ đi vào con người. Các chợ này nó có thể, tức là nó chỉ là có thể thôi nhá, nó có thể là có tầm quan trọng về mặt văn hóa. Thế trong bài này nó chỉ nói là maybe thôi nhá. Tức là maybe important in culture đúng không? Đấy, chứ không phải là cái tác động văn hóa của nó rất là lớn, không phải nha mọi người nha. Có thể nhá. Nhưng mà rủi ro của nó rất là cao. Rồi, và các chính phủ thì cũng phải cấm cái việc mà buôn bán động vật trái phép. Cái mà nó làm lây lan các tác nhân lây nhiễm ở khắp mọi nơi far and wide. In addition, hơn nữa là các nhà chức trách thì cần phải kiểm tra factory farms. Đấy, mà có chứa hàng ngàn các con động vật cùng với nhau. Cái nguồn của năm 2009 bùng phát dịch cúm lợn này đấy đã gây tử vong hơn 10.000 người ở US, ở Mỹ và nhiều người trên toàn thế giới. Ok, rồi. Thế thì các em từ đấy chúng ta chọn đáp án D thôi. Không thể được bán ở đây người ta còn chỉ khuyên chúng ta là gì đây? Nên prohibit thôi, tức là nên cấm. Chứ không phải nơi nào cũng cấm nhá. Nên là từ can ở đây là sai nhá, không thể được bán là sai. Thiệt hại thì nhiều hơn là có lợi, trong bài chúng ta không suy luận được như vậy nhá. Tức là người ta không nói là nhiều thiệt hại hơn có lợi, mà người ta chỉ có bảo là nhưng rủi ro của nó thì quá lớn, nó có thể là mang tầm quan trọng về mặt văn hóa nhưng rủi ro của nó lớn. Chứ người ta cũng không nói là losses là lỗ lãi đúng không? Nhưng có thể đấy nhá, mọi người hiểu ở đây là gì, nhưng rủi ro của nó rất quá lớn. Thế là chúng ta ra được luôn đáp án D nhá. Đáp án D là hoàn toàn chính xác, bởi vì người ta chỉ hỏi các em là cái chợ thực phẩm tươi sống, tức là các con động vật này nó được bán khi mà nó còn sống luôn. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 60. Buổi sau vẫn học giờ này ạ. Buổi sau tức là cô chắc là cô sẽ live chúng ta hôm thứ Tư tuần sau nhá. Cô sẽ live nốt hai câu còn lại nữa là chúng ta xin nghỉ. Nào, câu 60 có thể được suy luận ra từ đoạn 2, 3, 4 là gì? Đây chúng ta sẽ có là trong khi các cây cối thì được well preserved, là được bảo tồn rất là tốt, thì các con động vật hoang dã rất là khó để có thể được kiểm soát. Đáp án B là nó có thể là không quá muộn đâu, nếu mà mọi người dừng cái việc mà killing, giết hại những loài động vật sống ở trong hoang dã. Đáp án C là cái việc mà giết hại những con động vật hoang dã cái hành vi giết hại của loài người đối với các con động vật hoang dã thì nó nguy hiểm hơn so với lại cây cối, là chúng ta không thể suy luận như thế này nhá. Còn đáp án D của chúng ta là con người khi mà phá hoại plants and wild, chính là wildlife đúng không? Động thực vật hoang dã. Đấy, thì vì vậy sẽ có kết cục là sẽ tự hủy diệt chính mình. Rồi. Đoạn 234 đấy, đoạn 234 này chính là đoạn 234 chúng mình vừa dịch. Thì chúng ta có thể suy luận ra được như thế nào? Thật ra chính câu của chúng ta vừa dịch, nhưng mà mọi người sẽ thấy là gì? Mọi người sẽ thấy câu này chính là câu suy luận cho những cái đoạn trên đấy. Khi mà chúng ta chấm dứt được cái việc tàn phá rừng và ngăn chặn đi đại dịch đúng không? Thì có thể đảm bảo cho sức khỏe của chúng mình đúng không? Thì chính là do hành vi của con người chúng ta là tàn phá rừng và buôn lậu trái phép wildlife trade này đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta dừng những cái hành động đấy đi đó thì chúng ta có thể bảo vệ được mạng sống của chúng ta. Thì từ đấy ngược lại đúng không? Nếu mà chúng ta không dừng hành vi đó chẳng hạn thì chúng ta sẽ có thể là cũng destroy ourselves đúng không? Kiểu thế. Đây, nạn Covid-19 là một thảm họa, nhưng mà nó cũng từ đấy nó cũng kêu gọi sự chú ý của chúng ta đối với cái việc đó chính là không được khai thác the natural world, là thế giới tự nhiên quá mức nha, not over exploiting. Ok, đấy thì mọi người sẽ thấy là thật ra đoạn 5 chính là đoạn sum up cho 234 nha mọi người. Từ đấy chúng ta sẽ chọn đáp án D nhé. Và chúng ta sẽ có một câu nốt, câu cuối cùng, câu 53 này, the best title of the passage can be. Thế từ đấy là các em sẽ chọn đến đáp án gì hả mọi người? Các mọi người, từ đấy chúng ta sẽ chọn đến đáp án gì? Câu 53 là câu này, câu cuối cùng nhá. Nguyên nhân và kết quả của rất nhiều đại dịch trong lịch sử. Lại luôn nhá, đáp án B là người ăn chay. Hãy là người ăn chay nhá, thôi cái này chúng ta không thể suy luận ra được như thế. Đáp án C của chúng ta, deforestation, tàn phá rừng là một cái causative factor, một cái nhân tố, tức là một nguyên nhân của hầu hết các đại dịch. Ồ, nghe cũng hơi hợp lý đúng không? Đáp án D là các cách để có thể bảo vệ thế giới khỏi cái đại dịch đến gần, sắp đến gần, khỏi các đại dịch sắp đến gần. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn C hay D nhỉ? Bây giờ chắc là chúng ta sẽ chỉ chọn C hoặc D thôi nhé mọi người nhé. Bây giờ C hoặc D thôi, câu 53 nhé. Câu này đọc xong rồi, bây giờ phải suy nghĩ nhé. Chúng ta sẽ chọn là gì? Ok. Nay thì tiếng Anh 5,75 mà nhìn tiếng Anh thấy buồn. Deforestation. Cái 1 thật ra là gì? 123 của chúng ta ấy, thì nó nói về tàn phá rừng. Nhưng mà cái đoạn 45 mà, cái đoạn 45 mà các em sẽ thấy là đoạn 4 này thì nó lại nói về gì nhỉ? Nó lại nói về cái việc buôn bán động vật sống mà, đúng không? Đúng không? Đấy. Thế thì nếu mà mỗi deforestation thì chưa đủ nhá mọi người nhá. Nó còn có là gì nhỉ? Nó còn có illegal hunting mà đúng không? Illegal trade này. Đúng không? Nên là đáp án C chưa đủ nhá mọi người nhá. Bây giờ chúng ta đang chọn title mà, thì từ đấy chúng ta sẽ chọn đáp án D. Chọn đáp án D của chúng ta là các cách để mà bảo vệ thế giới khỏi các đại dịch đến gần đúng không? Đấy, thì tức là các em sẽ hiểu ở đây là người ta sẽ đưa ra đây xem nào. Đây, tàn phá rừng đúng không? Đấy, 123 tàn phá rừng nhá. 4 năm của chúng ta là do buôn bán các con động vật. Thế tiếp theo là từ cái việc mà dừng đi các hành vi đó, dừng đi cái việc khai thác mọi thứ. Rồi, thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án D là đáp án đúng nhất với mọi người nhá. Chính là giải pháp. Nên chọn đáp án D. Ok, thank you mọi người nhá. Hy vọng là buổi học hữu ích với các em. Sau khi buổi học này thì cô sẽ up lên trên YouTube tiếng Anh Thu Anh nhá. Đấy, thì các em có thể xem lại ở trên đó. Nếu mà chúng mình yêu mến cô thì các bạn hãy đăng ký kênh tiếng Anh Thu Anh nhá. Thank you mọi người. Hẹn mọi người trong buổi học tiếp theo. Bye bye các em nha.